cái cưng ba đang làm gì đó? Dạ bài tập của con, cô kêu con là vẽ về chủ đề ước mơ tương lai. Vậy công chúa của ba ước mơ cái gì nè? Người vợ đảm đang. Dạ đúng rồi, ước mơ của con sau này sẽ là người vợ đảm đang, sống hạnh phúc bên chồng và chăm sóc con ăn thịt sườn. Là người vợ đảm đang thì tốt, nhưng mà ba nghĩ chắc cô giáo của con không có kêu con vẽ cái này đâu đúng không? Ý cô con là sao ba? Thì đảm đang cái gì, bà vợ sư tử thì có. Anh thôi đi nha, đồ đáng ghét. Đáng ghét không? Cái đá mày vừa. Đáng ghét chứ, khi nào em cưới được Sơn cùng em đi phi về nha, em kêu chồng em đánh cho anh bồm đầu luôn á. Tao mà không, để ba ở đây là từ nãy giờ tao suốt mà xì kín vô đây. Ôi Nguyên, để cho em nó tập trung mà mơ mộng trái bỏng đi. Em muốn làm chủ quán phở hả? Dạ, đúng rồi đó. Nếu như em làm chủ quán phở hả, thì em sẽ được ăn rất là nhiều phở luôn. Ừ, làm chủ quán phở thì cũng tốt đó. Nhưng mà mình có tiền, mình vẫn ăn được nhiều phở mà. Thôi, nhưng mà chủ quán phở vẫn ăn được nhiều hơn mà chị. Nè, em phải suy nghĩ thật là kỹ điều em muốn làm chứ. Trong đầu em giờ chỉ nghĩ tới phở thôi à. Em không nghĩ được cái gì khác hết trơn á. À, hay là chị nghĩ giùm em một ước mơ nào hay hơn đi. Để chị nghĩ thử coi. Tâm Anh sẽ làm gì ta? Tâm Ý ơi, xuống đây cô nhờ một chút. Dạ. Thôi, lát chị suy nghĩ sau nha. Tránh ra coi đồ dơ bẩn. Mày làm gì vậy? Đưa tao coi. Đưa. Đưa không? Tao đếm tới ba mà mày chưa đưa là mày chết tao nha. Một. Tao giật luôn. Gì đây? Quán phở Tâm Anh. Tâm Tanh thì có, Tâm Anh đâu ra. Chị em mày á, làm gì có tiền để mở quán phở hả? Tại sao mày lại không có tiền để mở quán phở chứ? Đơn giản như vậy mà mày còn không hiểu nữa. Tao á, chỉ cần liếc qua một cái thôi là biết sau này mày làm gì. Vì chị mày là người giúp việc nên sau này mày sẽ là người giúp việc, nghe chưa con? À mà quên, nhớ mắt tao đó. Khó nghĩ quá à. Giờ sao ta? À, hay là mình đi hỏi cho chú Lên. Một con mối thịt to đã cắn vào tay vào chân của tôi. Ngứa quá trời quá đất. Ngứa quá trời quá đất. Tôi mà càng ghét. Em chào anh chị. Ủa? Hello chào em. Dạ. Ủa mà chị Tâm Ý đâu rồi? Sao em tới mình vậy? À, chị Tâm Ý mắc dọn nhà rồi. Mà cho em hỏi là có chú Julian ở nhà không vậy? Julian mới đi ra ngoài gặp bạn rồi, có gì không? Không có gì đâu. Em muốn hỏi chú Julian chuyện này mà chắc không được rồi. Thôi, anh chị tập tiếp đi ha. Có chuyện gì vậy? Em nói đi. Cũng không có gì. Mà em hỏi anh chị nè, ước mơ sau này của anh chị là trở thành ca sĩ đúng không? Đúng rồi. À, nhưng mà sao anh chị lại thích làm ca sĩ vậy? Đó, em thấy chưa? Sân khấu thì lộng lẫy, ánh đèn thì rực rỡ, còn có cả năng lượng tràn ngập khắp khán giả nữa. Tiếng vỗ tay quá trời luôn. Nếu như mà anh được chết thì anh cũng nguyện chết trên sân khấu đó. Còn chị thì sao? Còn chị hả? Chị không giống anh Quốc đâu. Chị muốn trở thành ca sĩ vì có thể kiếm thật nhiều tiền và nổi tiếng nữa. Như vậy chị mới thích. Ủa, ước mơ của em thay đổi rồi hả? Dạ, đúng rồi đó. Em ước mơ trở thành ca sĩ. Thì nếu như mà trở thành ca sĩ á, thì em sẽ được đứng trên sân khấu nè. Rồi em được mặc thật là nhiều đồ đẹp nè. Rồi sau đó em sẽ được nổi tiếng và có thật là nhiều tiền. Mà vậy là em không thích ăn phở đó hả? Nếu như mà em nổi tiếng, em có thật là nhiều tiền rồi, thì ăn phở lúc nào mà chết được.
Tâm Anh ơi, em đi mua đồ giùm chị được không? Dạ được. Dạ, con chào chú. Ừ. Ủa, con định đi đâu hả? À, con đi mua đồ giúp chị thôi. Ừ, chú cũng định ra ngoài nè. Muốn đi không chú cho khó dặn. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. Chú ơi, đây là lần đầu tiên con được đi đến một chiếc xe đẹp như vậy đó. Con thích không? Dạ, thích lắm đó chú. Chú ơi, chị làm ngày nào chú cũng đi làm ở chiếc xe này hết hả? Cũng gần như vậy. Chức phó giám đốc có phải là chức to nhất trong công ty không chú? Chức đó không phải là to nhất đâu con, nhưng mà nó cũng chiếm vị trí khá là quan trọng trong công ty. Là sao chú? Nói vậy hơi khó hiểu ha. Nói sao dễ hiểu ta? À đúng rồi, nó cũng giống như là một cái bóng đèn ở trên cao soi sáng cho cả công ty vậy đó. Vậy thôi à. Chú ơi, chú cho con đi tới công ty của chú tham quan một chút được không? Vậy đây con. Dạ. Con ngồi đây đợi chú một chút nha. Dạ. Ok, I think so. Okay. Thank you. Thank you. See you again. See you again. Ba. Bây giờ con muốn đi là... Tao biểu mày ở nhà. Lên đây làm gì? Lên đây làm gì? Hả? Con muốn tới dự họp thôi mà. Họp cái đầu mày đó. Trời ơi, đầu mày đã là thằng vô tối dạ rồi. Cho nên ba không dám giao những cái chuyện quan trọng cho con làm. Dạ. Chuẩn bị xe cho tôi chưa? Dạ rồi ạ. Ừ. Dạ, tôi chào ông. À, tới chơi ha. Đi thôi phó giám đốc Vương Lại. À chú ơi, con không muốn trở thành phó giám đốc nữa đâu chú. Sao vậy? Tại hồi nãy thấy chú bị la nên con nghĩ phó giám đốc không thể bằng chức giám đốc được, nên con muốn trở thành giám đốc á chú. Wow, ước mơ làm giám đốc luôn. Dạ, em thích làm giám đốc á, vì á, giám đốc sẽ có một chiếc xe rất là đẹp nè, rồi hả sẽ được giao tiếp với khách nước ngoài nè, còn sao hả? Được là phó giám đốc thoải mái nữa. Nè Tâm Ý. Dạ. Cô đem vô bệnh viện cái này giùm cô với. Dạ. Ồ, cái này đồ lót hả cô? Thì đáng lý ra là cô tính đem cái này vô bệnh viện cho chú sĩ, nhưng mà bây giờ cô phải đi công chuyện gấp rồi, ráng giúp giùm cô nha. Dạ. Tâm Anh, bây giờ chị phải vô bệnh viện đem đồ cho chú sĩ rồi. Ở nhà ngoan nha. Ở nhà cho em muốn chết rồi. Hai chị cho em đi với. Đi hả? À. Tâm Anh, dạ. Đi vệ sinh với chị không? Dạ không, chị đi đi. Vậy thôi, chờ chị nha. Dạ. Sống này rồi, chuẩn bị đi xét nghiệm, mình chụp CT cho tôi. Tăng 200 cho tôi. 1, 2, 3, kích. Tâm Anh ơi, em đâu rồi? Dạ. Tâm Anh. Chị ơi, chị ơi, chị. Chị kêu em ở đây mà em đi đâu vậy? Chị ơi, ước mơ của em thay đổi rồi đó. Hả? Thay đổi nữa hả? Dạ, em ước mơ là bác sĩ đó. À, bác sĩ. Lại làm phiền con nữa rồi. Tại do chú quên mang theo đồ, xin lỗi con nha. Dạ không sao đâu chú, lâu lâu tụi con ra ngoài cũng tốt mà. Vậy là con muốn lần sau chú quên mang theo đồ nữa hả? Ừ. À,
chú ơi, nếu muốn làm bác sĩ thì mình phải làm sao hả chú? Sao tự nhiên con hỏi điều đó? Dạ, tại con ước mơ làm bác sĩ hết chú. Từ khi nào? Dạ, mới nãy thôi. Mới nãy thôi? Chắc là tại em con thấy chú làm bác sĩ thú vị quá nên nói vậy thôi à. À, chú ơi, khi nào có bệnh nhân tới á, là bệnh viện cấp cứu như vậy nè chú, là bệnh nhân có thể sống lại được rồi. Ừ. Dạ, con thấy áo blue của chú cũng rất đẹp nữa. Ừ, thật ra làm bác sĩ cũng thích thiệt. Nhưng mà quan trọng á là con có thật sự muốn làm bác sĩ hay không thôi. Cứ chờ xem. Dạ, là sao chú? Là nếu như sau này con muốn làm bác sĩ thì mẹ con phải quan sát nhiều, tìm hiểu nhiều, suy nghĩ nhiều. Hiểu chưa? Nhưng mà tùy theo quyết tâm của con nữa. Bây giờ thì không biết được sau này con sẽ làm bác sĩ hay kỹ sư hay là họa sĩ. Quan trọng là do ý chí của con thôi. Thì con ở đây nữa, tồn tại một khả năng rất đặc biệt và nhiều điều bí ẩn đó. Hiểu chưa? Dạ. Ăn đi. À, chị ơi, ước mơ sau này của chị là gì vậy? Ước mơ hả? Chị ước là mình sẽ có thiệt là nhiều tiền, rồi mình sẽ tìm được ba, sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau. Ý em không phải vậy. Ý em á là chị muốn làm nghề gì kìa. À, đúng rồi, ngày xưa chị ước mơ chị trở thành nhà khoa học đúng không? Cái đó là quá khứ rồi. Bây giờ chị chỉ ước là hai chị em mình với ba được sống với nhau thôi à. Tự nhiên mình thấy thương chị nhất trên đời. Nhưng mà thật sự mình không muốn trở thành một người như chị chút nào. Không biết 20 năm sau mình sẽ trở thành người như thế nào nữa. Nam Chi nói sau này mình sẽ trở thành người giúp việc giống như chị mình. Chú Sĩ nói trong đầu mình tồn tại một khả năng vô hạn nhưng vẫn là bí ẩn. Đúng mà không thể nào biết được 20 năm sau mình sẽ trở thành người như thế nào trên trái đất này. Vị trí của mình sẽ ở đâu? Chẳng còn thời gian để tăng.